và sau cùng mình sẽ làm cả tập lớp mới và đến bên đây bà rằng cầm bông tai và nón mộc hay có từ cầm bị chia tam smile với pi tôi nâng pi và đây cứ chia rupee hiệp và vi chro và cứ sending juris và chỉ riêng block đại tại block mình chụp đi và vươn với sna và vươn với sna có mình phải biến thành tập lớp từ căn club bà la vi long an club ba tia achieve được bao việt nam với và cày pel và cả bạc cút mình tập hiệp mình chụp và chụp băng và cầm bị chia và tụ bay tôi nâng pi cầm bị chia nón mộc mình đâu mà bắn 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 thùng mình tém và sẽ vào tranh pi Campuchia vươn Visna và sẽ vào chập sân bàn lo trong đi bàn tay cục bạc cài trong đi coi mình bàn lo thì buôn tôi được pi và cá bạc cuốt căn tại trụ chợ hơi vậy là tầm khăn cá bạc chia ban nô mục mùi sệt muốn mà cứ nông lợn tập phong mà phải pram tuần nâng mà phải vườn vi sơn tranh xe va thuôn thuôn hay co châu tự tiết bạc sai trăng man nhà lo pram tuần nâng pì mà Vishna triêm răng đi ô hôi bà chẳng kìa ra hay khuất bằng tích mây mênh mà mới bao mà chỉ dìm tới đâu có lãnh đó đai lưu mà Vishna bằng tay mình bàn xong rạch đi bình tu bay tôi nâng pram bà lấy pram bay bù dô tôm á mà chấp sẽ vào ban đòi libero bạch trăng đi mui sờ ban từ lâu mà vinh và lực việc bay mai trăng đi chụp bang Campuchia chia tham mây mà đong tiết và phía sau phải chạy cái tiếng thầm block và trăng mui tôi đang bay và sẽ vào trên phía phía rất mà sao sao chấp sự ba rapid trong đi bàn xâm rạch đời xí địch Juris buôn tôi đang bà mùi và tiêu chạy cái tế xâm rạp tiêu block nâng tiêu clear nâng khăn ông vui say ba tọa mà bà dương dây bị khá khám ai dây ta mà nây mới bán mà ta nâng khăn ông vui say ba tọa khóc đi vậy mà block nâng clear và xí địch chính sự ba nguồn mùi bàn tay tiệm xâm nhanh ra hai phần tụ bà mùi tôi nâng buôn Campuchia nó một nhóm pin lô cái nát cho tới hai trên thầm chắc cái có đấy mà thấy mà có pin mày này mà nhóm mình chọc rồi mà chẳng mặc nhóm mặt từ hù cái là thàn chiết thế mà thực chất là dây pi studio mà bật từ hù cái là thàn chiết hai chiết từ sải khăn từ giờ sao từ xâm lên pi chung với nhé mà chẳng gì thật bài tới cứ sải khăn từ lớn đi ôi đặt băng mà miền ấy block tê mạnh mạnh mà vừa rồi mà phát hiện crom cái là có ino mati và cơ bản xong rồi tụ pram tôi đang làm gì mà mình và hàng cái là có bao nhiêu cực chi diêm và bề riêng là bao rapid vận tải và trong cái đó cứ smart slam chỉ là gì thì mà cái là có với không ai lấy đập làm gì đó mà rằng là đi Campuchia vì chụp bằng từ hơi và muối tôi đang làm gì mà sẽ vào bọc rộng bà Ru Adrian bà trông đi phần lên ai chênh mà bà đi chênh krai bà tụ bà mà Campuchia bà bây tôi nâng bà mùi
បាទលេខ17គឺកីឡាករបស់សាវអាស៊ីទីរ៉ែលឥឡូវនេះស្វីសបាទរបស់កម្ពុជាលោកគាត់ស្មាត់ស្ដាំរបស់គេរៀងអត់ទេបន្តិចប៉ុន្តែអត់ទាន់អីទេលោតគប់មួយទៀតត្រង់នេះចេញក្រៅទៅហើយប៉ះដៃឬក៏យ៉ាងណាអត់ប៉ះទេបន្ទូបានមកកម្ពុជា 9-0 បលី 12 របស់កម្ពុជាជាអ្នករៀបចេញសេវាបាទមេឡាយបាទខូចសេវាដែរបន្ទុ 7-9 បាទលីវរកម្ពុជាអត់បញ្ហាទេបាំងត្រង់នេះវាសនាបាទសង្គ្រោះត្រឡប់ទៅវិញដោយសាវអាស៊ីបាទវាយបកត្រឡប់មកវិញត្រង់នេះអត់ប៉ះដៃហើយក៏ចេញក្រៅបន្ទុបានមកកម្ពុជា 10-7 បងប្អូនយើងទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គមគាត់ថាបាំងមើលឃើញបាំងបន្ទុកបាទឥឡូវនេះខ្ញុំអាចរៀបរាប់បន្ទុកលហូតទេមកធម្មតាស្តង់ដាទូទស្សន៍គឺដាក់បន្ទុកបែបហ្នឹងហើយបាទវាត្រង់នេះចេញក្រៅបាទយើងឃើញថាខូចច្រើនសម្រាប់បារាំងគឺធ្វើបាទអត់ដាច់ឬក៏វាចេញបាទប៉ុន្តែមិនមែនគឺសាវអាស៊ីបាទទីរ៉ែលជាអ្នកបាទឡើងផ្ដាច់ប៉ុន្តែបាទវាចេញក្រៅ បន្ទុកកម្ពុជា11-7មកលើកឲ្យស្មាត់ស្ដាំរបស់គេត្រង់នេះសង្គ្រោះបានប៉ុន្តែខ្ទាតទៅឆ្ងាយបាទប្រធានក្រុមបាទអ៊ីណូម៉ាទីសមិញមិញជាអ្នកឡើងផ្ដាច់បន្ទុក 8-11 កម្រិត ថ្នាក់ជាតិប៉ុណ្ណេះក្រុមជាតិប៉ុណ្ណេះបាទទទួលបាល់ហើយនៅខ្ទាតចេញពីដៃទេមិនដឹងថាបាល់នោះធ្ងន់យ៉ាងម៉េចទេបាទបាទលេខ14បាទលោករងយ៉ាន់ជាអ្នកចេញសេវាត្រង់នេះវឿនវាសនាបាទវាយបុកជាមួយនឹងបាទរបាំងការពារឲ្យខ្ទាតចេញក្រៅបន្ទុបានមកកម្ពុជា 12-8 បាទក្រុមកម្ពុជាមាន 4 ពិន្ទុបាទកំលៀតពីក្រុមបារាំងក្រោមអាយុ 19 ឆ្នាំបាទដែលមាន 8 ពិន្ទុបាទលេខ 6 បនរិទ្ធជាអ្នកកាន់កាប់សេវាបាទវាយកន្លែងនេះមកបាទជាប់បាទសំណាញ់ទៅហើយ បាទកាន់កាប់សេវាដោយក្រុមបារាំង បាទកឡាកោពាក់ស្លាកលេខ1បាទកឡាកោបាអាមៀអាមៀហកគប់សេវាត្រង់នេះចូលថ្នាក់ប៉ះសេ1ហកគប់យក3ពុតយក1ពិន្ទុតែម្ដងបាទជាស្រ័យផងដែរបាទឥឡូវនេះបាទក្រុមកម្ពុជាមានពិន្ទុបន្ថែមផងដែរបាទ 13-9 យ៉ាត្រង់នេះយ៉ាងណាបាទបញ្ជូនមកត្រង់នេះបាំងតែខ្ទាតចេញទៅក្រៅទៅហើយបាទប៉ះដៃគ្នាទៀតបាទមិញមិញបាទបន្ទូបានទៅបារាំង 13-10 បាទដឹងបងប្អូនយើងគាត់មើលនៅលើ Facebook តាមរយៈdevice គេបើខ្ញុំប្រើ iPhone នេះដូចអត់មានបាំងអីផងទាំងប្រឈរទាំងផ្ដេកដូចអត់មានបាំងទេ បាទឡូវសេវាចេញពីកម្ពុជាបាទត្រង់នេះទម្លាក់បន្តិចរត់មកទទួលលើកដោយលីប្រូជាយឹមផ្ដាច់ត្រង់នេះបាទប៉ះឬក៏មិនប៉ះប៉ះដៃបាទញ្ញាកណ្ដាលឲ្យពិន្ទុទៅបារាំងបាទ 11-13
đó bên bang y tế xâm rạp Puzol Thomas bà lấy chọc sẽ và hãy có smart quên về bọc mùi ra băng trên trái và tụ băng ở Campuchia đập buôn đô lần đập mùi mà phô rốt nạy trên này ra bà rông mà chân sẽ và mà thôi sẽ và thật tiệt bà chiến ăn cướp và thằng này khi sẽ vào khối chiến ăn chiến cả bị bắt tìm mũi mà Cedric Zuris oh mà chập bàn giằng lõi trong đi rapid mũi sân cướp bàn vì bỏ tàu về đã smart đam rồi bà răng xung cư ban đây bà mình lại đặt tới bên trong đi chụp bằng từ hơi và mượn mình lại và tụ tam và kia và cất bên hãy đọc bay tôi đang đọc buôn mà xin đi trên xe ba chứ mấy tua ban tụm lẹ bật tách trong đi sung cựu ban cài môi sân libero campuchia lẹ trong đi vì đã pit môi tiệt nơi tay sung cựu ban ở krông barang mặt đỏ từ lòng của mình và lực ai khana pe đi mây mát môi tiệt chân cài được hơi còn tụ ban từ barang smile kia đập buồn tôi đang đập buồn phật lại bên tay sau đó ở cả môi ni và đánh bằng từ hơi và tay quay pang chân từ cài sai và tốt mà thật ra rút hiếp dư trong chùm nách cái này và quay đánh tới hai bên tay bà ọt mà trên cái rưu thôi bà này bà ai to quá mình to quá đứng thật lịch bà cái là con bà bà tay bà rút hiếp video mạnh mạnh bà anh tha bà này cứ trên cái bà trên còn đây mưa video lòng vĩnh chứ mùi nâng ca trong đăng thà ta trên như cái chỗ là con bà là mạnh mạnh lươn bà lươn bà to tay replay video và chưa cắt đi các sông làm nó cũng là đại cụ giả cao và thòm là bao nhiêu ngọc cũng là Gansberg sẽ là bị quân phiêu công ra bị phục lúc là đại vật thổ tiên đang bị ảnh mong các phát lất và căn chốt tạm cho bà bản xuất này sẽ là bị ảnh mong cục đầm nọ sẽ là bị Gansberg phục bình đạo trong nguồn khổ tờ cấp đó cho lòng cắt cả bình nật vừa tay dàng lật lòng trong nguồn pram rồi đồng Gansberg phát lất đạo này trong nguồn nhà là mong chứng ngươi chứng anh công ra bị phục lúc Boost Strong Power Plus cầm bông vang thầm ấy khăn chứng anh Smooth đó là này thầm phố thuế đồng Boost Strong Power Plus Power to Win vừa tạm mấy đồng nế linh bà tế nhằm Boost Strong và quân đạo Freshy, nhằm thức phải chơi Freshy, xâm mô đa vitamin, và trang oxy cam, bom bạc stress, cắt bần thoại phim này hot, ai nhằm bàn cực cả lạ tiết sản nâng cực vầy. Thức phải chơi Freshy, vì phải chơi bật 10% và Sidik Siva và trai Siva Vinh trong này thành tựu một Campuchia đập pram đập buồn và lại ra pro Siva đội cầm chấm mười chiếc Campuchia và Sidan cái là co lịch pram bảy và trên này ra pro ở về trên Siva trong chấm lại đi bà phần tụ từ hai bà giang nay giang lấy bà lô cần nào bà nhưng mà to này rồi mấy mới lươn đấy bà chân người đông trăm mười phiệp lòng xến của mình bà hơi lẹ chốt phần tay bà hai là chi bà cho mùi nâng bà ở độ ba trong hiền bà phần tụ bàn một cầm bà đắng mà switch ngôn lực ao một smart khang đam bên đây vinh mà đồng bay chui cài và đình chui rồi bên tay nhà mình và vì lập tới vinh cho thợ nọ ở Campuchia lực ở trong đi bay mạnh muối ấy 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 vinh bao tận ông nào tận ông đây mà vinh mà đây trong đi lặng phơi khuôn anh vì chui vinh một chấm muối năng rồi mang dục phần tụ tam đông chơi ai smart smart bên tư đặt chứng màn đòn nữa mà gặp bất cả mới khơi nhạc ca mà sầm rạp cả co còn mình phìp lập vây chẳng cả sầm rạp chết một con lươn và bây giờ mình bắt chăm tay bay pa pin như này mà cái cáo mới khơi pi chấm nói
đây ai tha hộp bán hộp tại mà lòng không khánh ca chạy tục một đợt tại mà lòng cả tôi phân lấy những điên tinh 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 mà mình lại như là tranh sư bác xâm rạp Campuchia chạp trong đi vì ra phít cái này bây mày rồi bỏ răng với mà đong ôi lò na bà cái là cô mà lịch con man mà mình chăm mơ phiếp xa lăng vinh vì ca đạch để rồi bỏ và cơm và dù cơm đập làm bún xin bà răng mà bọn ôn đại miên bánh hà tẹ tẹ tờ lơ ca sai tố bọn ôn à bà phạp đô cầm rất nấy ca tu sân à bọn đấy và trong đi cứ chai xe va vinh vì cái là cô bà răng tôi cảm chế đập làm pi bà răng đập làm mùi bà phải thiên cơm cái là cô inomatis mình thương bà lò thế mà lịch mà phải buôn ra một Campuchia mà chỉ là tranh xe vá cái là có ăn sọc hến trong đi mà tôm lẹ bằng tách mà bay nè mà dọc ăn ban thế trong đi mà bắt đầu xem đập rầm pì bà cà pì tim mồi nó cầm cầm chia dương bàn rẽ xa cùng liền là hồ và pì bắt đầu bay bắt đầu pì bắt đầu bay bắt đầu bà lại là ní mà bắt tin bắt tung khi mình tên xem rập cầm tiếng pì phong này bà lại càng gặp sự va đời cầm bà răng cầm mà chú đập rầm buôn chân nam bà cái là có lê đập buôn bà cứ cái là có bà lo răng dán bà chia nẹt rập rong sự va trăng chấm nói cái này đi bà cho thợ libro cầm cầm chip rộp bẩn tụ bàn đại rồi tê lùi mũi chấm nói cái này đi bà cái khai sàn là phiệp sai chứ thưa mày cốc sra sra cho thợ cầm bà chia rộp bà bẩn tụ bàn đại rồi tê bà cho băng à là cái sàn là phiệp ơi vay sra sra bắt đại đại tế trong này lấy lô anh nha cả đà phật bẩn tụ từ crom bà răng hồi đó bẩn buồn từ hơi bà sọc sợi đai xong rap bà đinh xì đai này chia riêng rô bẩn tụ bẩn tè bà nợ tài mình bàn xong rạch bà là ní crom bà răng bà nó mục bà đọc bàm bay tôi đang đọc bàm pi bà sẽ vá đa âm chênh pi là con lê đập bốn bà lô rắn bà cho thân lý vô bà ai rô bần tụ tàn tạm bì kìa lệnh tế bà sô vê bàn bà xê màu bà xa xa rộng đọc thân phía bùi sân không cảm chìa rô bần tụ bàn đại rực tế chẳng lệnh lệnh đi bà chênh xa chứ tức bây tớ hỏi bà bần tụ bàn không cảm chìa bà lấy đi đây chì miên kà tò va bì bà cơ rộng bà răng phong đài bà thả bạc đáy là khu bà lâu răng bà còn chỉ nhẹ tim tia bà có đồ chết to và môn kê tay mà đòn bà thuộc này rồi phía dưới trăng trong tay cái lấy này đài chi diêm bà họ cụp tay mà đòn họ vây tay mà đòn bà báo bà chấm ơi nhưng rong trăm mơ ca xâm rạch người tìm liên tay mà đòn bà bạp này chè bà tôi sẽ xa chứ thông mấy mà chỉ ca lột viê rồi bỏ cái lá co lấy đập pi mà mươn mênh lại bà lấy đi bà rắn con bà cái lịch mới bẩn tụ bà là cái này bẩn tụ bà cầm bà răng bà miên bẩn thêm cùng liệt bà pi bẩn tụ đập rầm buôn tôi đang đập rầm pi mà chẳng bao môn ấy cứ mày lái bà còn về bao chân tại mà đón bà tụt na sa như thế bà mày lái để bị ai sợ đi đập pi trong đáy mình sợ bà lồ rong giết bà lấy mất đáy nhưng mạch hai bà bên tu ban từ rồng bà răng ấy được rồi vậy nè nó rong con nơi tại ngõ bà chạm sấn bà bên tu ban một Campuchia đập rầm bay tôi đang đập rầm bay mà nơi thế lấy cái OT và cái là có Campuchia mà chênh để tiêm bay chênh sư bà hết đã rung chăm sấn đừng nào đấy
បាទមានការតវ៉ាឡើយទេបាទមួយបន្ទុកមួយបន្ទុកគឺសំខាន់ណាស់បាទសម្រាប់ការប្រកួតបាទទោះបីជាការប្រកួតមិត្តភាពក៏ដោយប៉ុន្តែជាធម្មតាបាទការប្រកួតគឺត្រូវការជ័យជំនះរៀងរៀងខ្លួនបាទអញ្ចឹងមានការតវ៉ាក៏សូមការបញ្យលពីអាញាកដាលថាតើបាទហេតុអីបានឲ្យមកកម្ពុជាអពុបមើលពីចំហរបស់មេឡាយមិញមិញដៃគាត់ដូចជាមិនសមបាល់ខ្ទាតខាងហ្នឹងបាល់ខ្ទាតខាងហ្នឹងមានតែថាប៉ះដៃរបស់អ្នកប្លុកហើយអ្នកបាំងហើយមិនបានខ្ទាតចេញទៅខាងស្ដាំវិញហើយមេឡាយក៏មិនវាយកិច្ចបាំងដែរបាទអត់បានត្រាវែទេអត់បានត្រាវែទេត្រាវែកិច្ចបាំងបាទបាទឥឡូវនេះទៅមកកម្ពុជាហើយផ្លូវការហើយបាទបន្ទុកផ្លូវការបាទ18ទៅ18ឥឡូវរ៉ាប់រងសេវាជាបន្តរបស់ក្រុមកម្ពុជាបាទលេខ6គឺកីឡាករបនរិទ្ធបាទកន្លែងនេះចូលថ្នាក់បារ៉ាពីតយកបាទបន្ទុកបាទបានទៅក្រុមបារាំងអុយ19បាទសំណារិទ្ធនេះការពិសេសទី1បាទគាត់សវិចេញពីដៃគាត់នោះគឺមានក្របកើនឡើងរបស់កម្ពុជាមានទៅដល់5ក្រប5ពិន្ទុបាទទស្សនាសេវារបស់ក្រុមបារាំងបាទស្រាស្រាតែចេញទៅក្រៅទៅហើយបាទ19ទល់នឹង19បាទគៀកគៀកគ្នាមែនតើបាទវិស្នាបាទ9ស្មើហើយពេលនេះបាទអូយធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់បាទសវិធ្ងន់បាទដកឲ្យខ្ពស់ចេះវិញប្របាក់យកជាបាទទៀបទៀបបាទអញ្ចឹងបើជុលតកែកែគេប្របាក់ទៀតនេះបាទលីបេរ៉ូបាទលោកពេអង់ហ្សូបាទគឺជាកីឡាករដែលត្រូវបាល់ច្រើនជាងគេនៅក្នុងការប្រកួតទី1កន្លងទៅបាទ3បាល់ចូលទ្រូងទាំង3បាទគឺវឿនវាសនានេះឯងជាអ្នកវាយចូលបាទលឿនពេកបូករួមទៅនឹងគាត់ខ្ពស់ដែរគាត់ប្របាក់បន្ទន់ខ្លួនបាទដើម្បីបាទជួយសង្គ្រោះបាល់មួយនេះពីក្រុមកម្ពុជាបាទវឿនវិស្នាជាអ្នកចេញសេវាបន្ទុក20ទៅនឹង19កម្ពុជាកំពុងតែនាំមុខធ្ងន់ទៀតប៉ុន្តែចេញបាទសោកស្ដាយបាទវិស្នាគេភិកច្រើនគ្រាប់ទី1ស៊ីសវិសគ្រាប់ទី2គឺកង់ទៅកន្លែងដណ្ដដែលក៏មិនតែធ្វើអត់បានបាទបាទសម្រាប់បងប្អូននៅលើបណ្ដាញសង្គមគាត់និយាយរឿងតាក់ទាំងអីចឹងណាបាទបងប្អូនមួយចំនួនក៏គាត់ប្រាប់ទៅវិញថាខ្ញុំមើលអត់អីផងតាក់អីមិនក៏ថាឲ្យគេបាទនេះគឺជាការប្រើប្រាស់ព្រោះកាលបងប្អូនតាក់មិនមែនមកពីអ្នកផ្សាយទេមកពីអ្នកទទួលមកពីសេវាអ៊ីនធឺណិតចឹងបងប្អូនមិនរករឿងក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតមករករឿងបាទអ្នកផ្សាយទៅអីមិនចឹងគេផ្សាយទូទាស់តាក់ក្នុងទូទាស់ទៀតបាទហើយបើរូបជាងប្រភពទៅជាមួយគ្នាបាទអត់មានអីទៅឆ្ងល់សោះបាទបាទចំណុចខ្លះយើងទទួលស្គាល់ថាគាត់តបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបាទក្នុង speed 15មេបាទប៉ុន្តែអំឡុងពេលនេះគឺអាពេលដែលបងប្អូនត្រឡប់មកពីប្រកបការងារវិញហ្នឹងគឺជាពេលដែលនៅផ្ទះអញ្ចឹងខ្សែដែលបញ្ជូនទៅហ្នឹងវាអត់បាន stable ទៅគ្រប់15មេដែលគាត់តហ្នឹងទេពី share បាទដោយសារតែក្នុងមួយប្រអប់ហ្នឹងគេបែងចែកយកមកថាលើមួយប្រអប់ដាក់បាន30 user ចាំផ្ទះអញ្ចឹងមេដែលបញ្ជូនមកវារត់អត់បានគ្រប់15មេទឹកមកពីងប្រើរួមគ្នាហ្នឹងបាទពេលយើងនៅផ្ទះតែឯងមកពីងយើងប្រើតែឯងអញ្ចឹងមានបញ្ហាអីបាទហើយយើងមានកន្លែងដែលអាចកំណត់ quality ឬគុណភាពនៃរូបភាពបានអញ្ចឹងអ្នកនរអស់នេះអាចដាក់ត្រឹមកម្រិត480 720 18បាទដើម្បីនេះសួរក្នុងការទស្សនាទៅតាមបាទស្ថានភាពអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្លួនឯងស្ថានភាពអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្លួនឯងតែម្ដងបាទលើការប្រកួតបាទឆ្លៀតប្រយោជន៍រឿងអ៊ីនធឺណិតណាទៀតបាទជាស្រ័យថាឃើញបងប្អូនគាត់ចង់ទស្សនាបាទអញ្ចឹងយើងបងប្អូនមួយចំនួនក៏បានដឹងយើងជួយចែកម្លែកបាទនេះគឺជាបបិសោតដែរទេបាទអញ្ចឹងដូចគ្នាបាទពីមុនអត់ទាន់ដឹងក៏មានការគិតដូចគ្នាអញ្ចឹងតែនៅពេលដឹងក៏ចែករំលែកជូនបងប្អូនឥឡូវបន្ទុកកម្ពុជា22ប៉ុន្តែត្រង់នេះបាទខូចសេវាទៅហើយស្អប់ស្ដាយមែនតើ21ទល់នឹង22បាទអរតនៈបាទនិយាយយល់អារម្មណ៍បងប្អូនគាត់ចង់ទស្សនាបាទគាត់ចង់ទស្សនាព្រោះអីការប្រកួតនេះគឺបាទជាការប្រកួតសំខាន់ហើយសុទ្ធតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅការផ្សាយតរបស់យើងហើយបាទអញ្ចឹងមានតែការជួយចែករំលែកនៅបបិសោតគ្នាទៅវិញទៅមកទេដើម្បីបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាសេឌីកស៊ូរីសតែចេញសេវាត្រង់នេះក៏ខូចដែរថ្ងៃនេះគឺខូចសេវាដូចគ្នាដូចគ្នាកាលប្រកួតទី1ខូចតិចដូចគ្នាដល់ពេលប្រកួតទី2នេះខូចសេវាច្រើនដូចគ្នាឥឡូវបន្ទុកកម្ពុជាឡើងដល់23ហើយអារម្មណ៍មួយដែលយើងចង់ចង់មានបន្ទុកទៅលើសេវាហ្នឹងណាភាគច្រើនគឺវាយខូចតែហ្មងបាទ
mà lư bà Zidane đến Zidane có sự việc ngôn này và tay tầng này bà răng cái tuổi bán hay có mặt năm ê ôi toàn tranh thế tầng này bà ngồi đi tiên bà phụ cái mình tên đôi bàn dây chân mà mấy trăm bạch mấy bạch mà ấy bà lại phải đạch bán không phải đạch tầm đồng anh sốc hê nhưng mà trên nè đạch trọc bà là cái này đi hay cái đôi chiếc bốn nà rất bà tầng này bốn nà rất bà ấy đã vô nó là xa tay qua này lòng đáy chú ấy sạp bà chân châu phong này bà chân nháo cứ nè đấy tụt bán cứ bấm nóng lực ơi đã rất trên đẹp đại tê để sang nông cơm mới cứ miếng specially cứ nẹt đường liên với khác còn và cài vài ba lần chân tại mình đòn mình chân đằng chật kia mình chun tới vì phải đặt dược tại nào lần đi sệt point sập sệt tp ở nhà Campuchia trong đi ba mà Lope Onzo chặt hia một câu Campuchia trong đi ba chênh cây ở bao giờ to và cuộc sệt tp nào mà phải làm tôi là phải vui mà cái nào thầm ở đây sập bay ri ri gì khăng men tên mà sập chơi chim nè mà lập bay ai mà chưa chẹt hạ mình men chỉ riêng thôi mà đạt tê